À. Day. Tired. Wow, today Yeah. you finish work Trời, hôm nay làm liên tục làm không nghỉ. late, Trời so ơi, đau muốn rụng hai cánh tay luôn này. tired. Là gì phải sơn sơn cái gì? Sơn tường đó hả? Ủa biết khá sơn luôn hả? Em tưởng chị là Ừ. chỉ người ta làm thôi chứ. Có nghĩa là mình phải làm cùng thì cái tiền mi bớt cái tiền phải cho nhân công À là giảm bớt đúng không? ấy. Cuối năm mà người Tam Sơn nha là nhiều đúng không? Cuối năm Mấy cái này không liên quan đến cuối năm, không liên liên quan quan đến dự án đúng không? đến. So today you don't have to drink beer. Hả? Non Không, không đúng không? Chưa, à chưa luôn. I finished the Class? class English and class? I will drink. Yeah, I finished the English class, so I will, đúng không? Drink beer. Chị À, đi cũng đi chị. Trang hôm nay lại trễ à? Đúng rồi, Ừ. trên lại trễ đúng rồi. Sao chị? Ai hôm bữa mới học bài gì ta? Bữa Hôm bữa bài chủ này. học cũng về phương hướng. Phương hướng là gì nữa ta? Mà nó liên quan tới cái gì? À, phương tiện đúng không? Học thêm từ Phương tiện. vựng về phương tiện giao thông á. Nhưng mà cũng không có nhiều. À, bữa mình học ở ngoài thôi chứ cũng trong cái giáo trình của mình thì không có nhiều từ vựng nhiều. À, với lại cái sử dụng với từ by nữa. Đúng không? À. Mình đặt câu mà không bằng cách khác. Lần trước á, bài trước thì mình dùng là động từ take. À, để sử dụng miêu tả, nhưng mà lần bài hôm trước thì là dùng by với từ. Đó. Ví dụ như là I go to school by bus. Đó, ví dụ như vậy, I go to school by bus, hoặc là I go to work by bus, hoặc là by train, motorbike, ví dụ vậy. Thì mình dùng by, đúng không? Chứ như là em nói là ai, rồi bây giờ chị dùng cái câu đó nhưng mà dùng take thì sao ta? Dùng bus nhưng mà dùng động từ take, cũng đồng nghĩa câu đó. Take a I take a bus to. school. Đúng rồi, đó, nó ngược lại nha. Mình dùng động từ go á, thì mình sẽ dùng với từ by I go to school by bus. Nhưng mà mình dùng take, mình sẽ dùng là I take a bus to school. À, chị Giang mới đây bận rộn dữ ta. She's Very very busy. She Because has she's a director, so she have to be busy. À. Rồi, giờ mình sẽ học bài mới. Không phải bài mới mà là bài ôn tập. Ôn tập lại ba ba bài này. Của unit 3. Đó, lesson 1, 2 and 3 của unit 3. Mình học bài extension. Đó, bài này cũng ngắn vậy. Mình có thể học thêm cái phần từ vựng của unit 1, của unit lesson 1 của unit 4 luôn. À, mình học cái này xong rồi mình học bài mới. Rồi. Đây. Reading. Đã. Rồi. Đọc chị đọc một đoạn thứ nhất đi, tiếng Anh luôn. Mình dịch. I'm Mark Jackson. Đúng rồi. I'm an architect. My office is down the street from my home. I Đúng rồi. I can can walk. walk Không phải không, là walk mà là vụ hoặc to mà work. walk. I'm lucky. Work. Đúng rồi. I'm I can lucky, đúng không? Ví dụ mình nghe thử nè. À, bình thường là mình sẽ nghe ở nhà, mà bữa nay mình à, vì Trang vô mình nghe nè. À. Read about how people go to work and school. One. I'm Mark Jackson. I'm an architect. My office is down the street from my home. I can walk to work. I'm À, lucky. walk. Lucky. I'm walk to walk. Why, I walk. One. I'm Mark Jackson. I'm an architect.
My office is down the street from my home. I can walk to work. I'm lucky. Đó, người ta nhấn mạnh nha, I can walk to work. Nó để nó sự phân biệt giữa hai động từ walk và work. Đó. Rồi, cái chỗ này là street. Đó, mình chú ý cái động từ, cái danh từ này nè. Street. À, danh từ này là âm y dài, cho nên cái memo của mình là kéo street. Street. Đúng rồi. My office is down the street. Đó. Người ta nói là admin đúng không nè. Admin architect. My office is down the street from my home. À, nói thường là trong trong giao tiếp bình thường người bản xứ người ta hay nói đó, chứ người ta không có đọc tắt giống như mình. À, để nó nhanh á. Rồi. Đó, nhìn đi chị. Translate into Tôi là Mark Jackson, tôi là một kỹ sư, văn phòng của tôi dọc Vietnamese. Đúng theo con đường từ nhà. Tôi có thể đi bộ đi làm và tôi rất may mắn. đúng rồi, là nhà nhà gần chỗ đi làm, à gần nhiều công ty cho nên đi bộ luôn. À rồi, number two, nghe à, nghe nghe trước đi chị để nó dễ. À. Two. I'm a manager of a bank. My name is Laura Blake. I go to work by car with my neighbor from across the street, Brad Lane. We're colleagues at the bank. Rồi, xong mình đọc lại nè. I'm Read. a manager. 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 Manager of a bank. Đúng My rồi. name is Laura Blake. I go to work by car with my neighbor from across the street, Brad Lane, with colleague at the bank. We're colleagues at the We are bank. colleagues. Đúng rồi. À, cái này người ta nói luôn hồi nãy nghe không? Z the bank. Anh nói cái chữ S này qua chữ at này luôn là Z the bank. We're We colleagues at the are bank. colleagues at the bank. Đó, rồi mình dịch dịch lại. Tôi là một quản lý của ngân hàng. Tên của tôi là Laura Black. Tôi đi làm bằng xe với người hàng xóm phía đối diện Đúng đường Brad Lane. Chúng tôi là đồng nghiệp ở ngân hàng. rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, làm gì mà ngân hàng. Đây, rồi tiếp tục. Number three nè. Mình nghe trước nè. Bác sĩ nè. Read about how Đó. people go to work. Brad Lane. We're colleagues at the bank. Three. I'm Min Park, and I'm a doctor from Miami. I go to work by train. I take the train home, too. Rồi. I'm Min Park, and I'm a doctor from Miami. I go to work by train. I take Train. the train. Đúng rồi. I go to work by train. I take the train home too. Rồi. Là đây Tôi là là Minh Bắc và tôi là một bác sĩ đến từ Miami. Miami. đúng rồi, Miami ở đâu? Miami ở đâu? Tôi đi làm bằng tàu điện ngầm và bác xe tôi lửa đi làm bằng tàu xe lửa và đúng tôi không? bắt xe lửa về nhà. Đó, làm vừa đi làm rồi đi về bằng bằng cùng phương tiện là bác xe lửa. Đó, rồi đó một four nè, mình nghe chơi vô dễ ta. Four. Bây giờ là ta. I'm Matt Carson, and this is my teacher, Mr. Green. My school is right around the corner from my home, so I walk to school with my friends. We walk home together, too. Rồi. I'm Matt Carson, and this is my teacher, Mr. Green. My school is right around the corner from my home, so I walk to school with my friends. We walk home together too. Rồi. Tiếp tục. Tôi là Matt Carson và đây là giáo viên của tôi, ngài Green. Trường của tôi ở ngay góc Góc đường. Đường từ phía right nào? around the Từ corner, nhà. ngay góc đường. Ngay góc đường từ nhà của tôi. Vì thế tôi đi bộ tới trường cùng với bạn bè. Chúng tôi đi về cùng nhau. Đúng rồi, đi bộ về cùng nhau luôn. Đó. Đi, đi 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 học xong đi bộ về luôn. Rồi, number five. Rồi mình nghe trước nè. Five. I'm Art Green. I'm Matt's teacher. Can I walk to school? No way. My home is not around the corner from the school. I take the bus to and from school. Rồi. I'm Art Green.
I'm math teacher. Can I walk to school? No way. My home is not around the corner from the school. I take the bus to and from the from school. Đúng rồi. I take the bus to and from the school. À. Tôi là Art Green. Tôi là giáo viên của Matt. Tôi có thể đi tới trường, đi bộ tới trường không? Không bao giờ. Nhà của tôi không ở gần khu vực quanh trường. Tôi phải bắt xe buýt để đi tới và về. Đi tới và về. Bằng về, về. Từ nó đi ra đi. Không phải đến đó về. Để là chỗ này nó dịch hơi bị lủng củng luôn vậy. Cái này nó hơi đang dịch nó bị to and from school. Đây là tôi đi bắt xe buýt là đi đi đến trường về nhà luôn á, cùng cùng một cái phương tiện đó. Cả đi đến trường cả về nhà đó. Từ đi tới và từ từ đi tới là đi tới trường và từ trường về nhà. Hiểu không đó? Tôi đang viết ngắn gọn á. Đi bắt xe buýt đi tới trường và từ trường về nhà. Đó. Cái điều này nó hơi ngắn gọn tí. I take the school, the bus to and from school. Đó. Rồi. Bây giờ, ôi chị Trang như vô ta. Chị Trang tí nữa cho học lại bài 1 xong. Chắc vậy quá. Đâu rồi, rồi chưa thấy luôn. Buồn quá. Rồi. Quay lại. Mình quay lại. Come back. Đây. Number 2, mình sẽ làm câu số 2 nè. À. Ask and answer the questions. Nào sau khi mình đọc xong mấy cái đoạn nãy sau đó mình dịch rồi đó, bây giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi dưới đây. Đây. Rồi, mình sẽ có 8 câu hỏi. Rồi, vậy là chị có quyển sách không? Không. Không ạ, à? Vậy là mình phải chiếu hai cái cùng lúc đó, nhưng mà nó hơi nhỏ à. Tại vì vừa thấy một người ở trên để trả lời, vừa nhìn câu hỏi ở dưới để hỏi nữa nè. Rồi, số 1 nè. Is Mark Jackson a doctor? Rồi, no. Mình tìm nè. No, oh. She is. Rồi, bây giờ mình tìm. Để này, được rồi, phóng nhỏ lại vẫn thấy. Vẫn thấy, rồi. Vẫn thấy, được rồi. Is Mark Jackson a doctor? No, he isn't. No, he isn't. Rồi, so what does he do? He an architect. He let's see. He's đúng không? Con trai mà, con trai ông này nè. Số he một. He an architect. Đúng rồi, he an architect. Rồi. Number 2 nè. Is Brad Lane Laura Blake's friend or her colleagues? Là cái bà Brad Lane á, là bạn của bà Laura Blake hay là đồng nghiệp của bà Laura Blake? Nên ý ta hỏi vậy. Her colleague. No, both. Nên nè. I go to school with my car, with my neighbor nè. From across the street. Rồi were colleagues at the bank. Đó là vừa là hàng xóm. Đúng không? Vừa là hàng xóm mà vừa là đồng nghiệp luôn. À, nên là chắc là bà bạn đó là. Hiện đang đang học có vẻ một mình có vẻ buồn, có người vô là có vẻ vui dữ. Trời ơi, hỏng mình chết. Trời ơi, cái gì hỏng ghê vậy trời. Chết rồi chứ. Ghê quá. He like you. He's like you. I miss you. Rồi. Bây giờ hồi nãy Hiên là đọc hết 6 đoạn này rồi, nó 5 đoạn rồi. Rồi bây giờ chị Trang đọc lại. Bây giờ mình sẽ không phải dịch nữa, mình chỉ đọc từ tiếng Anh thôi. Rồi, từ số 1. I'm Mark Jackson. I'm an architect. Architect là nhớ âm đầu. Architect. Architect. I'm an architect. My office is down the street from my home. I can walk. I can walk to work. Đúng rồi. À. I'm lucky. Đúng rồi, mình chú ý cái âm cái từ đi bộ á. Đi bộ nó khác với từ làm việc, làm âm một cái làm o, một cái làm ơ. À, nhớ kỹ như này. Rồi. Number 2.
I'm a manager of a bank. My name is Laura Black. I go to work by car with my neighbor from across the street. Let's plan we are colleagues at the bank. Đúng rồi, number three. I'm in Park and I'm a doctor from Miami. 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 À, đúng rồi, Miami. Là Miami á, kiểu nó nhấn cái âm A lên á. Đó. Yeah. I'm a doctor from Miami. Đúng I go vậy. To work by train. I take the train home too. Đó, rồi, number four. I'm Matt Carson and this is my teacher, Mr. Green. My phone is right around the corner from my home. So I walk to school. So I work to school with my friends. We work home together too. We walk home together too. Rồi, number five. I'm as here in I'm as teacher. Can I walk to school? No way. My home is not around the corner from the school. I take the bus to and from school. Rồi, đó là sau khi mình đọc xong năm cái giới thiệu của năm người này á, mình sẽ xuống cái bài số 2 mình trả lời những câu hỏi dưới đây. Đó. Tôi chưa kịp nhớ nghĩa. Hiểu chưa chị? Có hiểu không? Đọc tôi chưa kịp dịch luôn. À, chưa kịp dịch hả? Nhưng mà mình chút nữa mình đọc cho mình vẫn tìm lại, hiểu không? Chút nữa mình đọc câu hỏi sau đó mình nhìn vô cái tên á. À, mình ra vô đó mà mình tìm lại. Rồi. À, được. Number 1 à. À, hôm nay chị Hiên trả lời rồi, bây giờ em hỏi chị thử nè. Number one là, doctor. Is Mark Jackson a doctor? No, he isn't. What does he do? He is an architect. Good job, đúng rồi đó. Rồi, number 2 nè. Chị Hiên trả lời nè. Is Brad Lane Laura Blake's friends or her colleague? Đó là cái bà Bradley là bạn hay là đồng nghiệp của bà Laura Blake. Bradley is Laura Blake's colleague and neighbor. À, is both, đúng không, cả hai. Is both her friend and her colleague. Cả hai đều vừa là bạn mà vừa là đây là chị Trang. Đây là cái bà nè. Laura Blake là có một cái là đồng nghiệp với lại là hàng xóm, là hàng xóm thôi mà, đúng không? Phải là bạn, bạn phải hàng xóm ta. Ủa, em suy nghĩ nếu mà nói vậy là nếu là hàng xóm thì sẽ hỏi là hàng xóm, chứ là no thôi, tức là chỉ là đồng nghiệp thôi. Nếu mà nói hỏi chắc là hỏi neighbor, đúng không? Neighbor. Vậy thì no rồi đó. No đó. Cái này có nhiều người, có nhiều, mỗi người có một ý kiến nhau đó. Nhưng mà tại vì trong từ vựng của mình hình như có từ neighbor sẽ có từ riêng á. Neighbor có từ riêng, người ta, nếu mà người ta hỏi vậy thì người ta sẽ hỏi neighbor, người ta hỏi là friend, chắc là no rồi đó. No. À, mỗi người có thể trả lời là yes cũng được. Tại vì mình cũng có thể nghĩ là của neighbor cũng có thể là friend. À, no. No, she's not. She's no, her no. Colleague. Đúng không? She's her. Hoặc là she's Laura Blake colleague. Đó là đồng nghiệp của cái bà Laura Blake. Rồi, number 3 là chị Giang. Is Mr. Lane Miss Blake neighbor? Có phải là yes, see. Yes. See. Yes, he. Đúng không? Mr. He.
đúng không, đúng không vậy? He Mr. Mr. là con trai. is. Đây là đúng không? Is Mr. Lane con trai, đúng rồi. Number four, tiếp tục thi nè. Is Matt Carson a student? Yeah, he. Yes. Yes, he is. He. Đúng không? Yes, he is. Right. Number five, what is Max teacher name? Đọc Math. tên của giáo viên của Max. À, thì đọc cái đoạn số 4 á. Mình sẽ đọc lên nè. Yes, he isn't. What is math teacher name? Number five thì là What is tên tên giáo viên my của math. teacher name? Tại đang số 4 đó chị, số 4 là nói về cái ông đó đó, là Mr. Matt Green. Carson. Mr. Mr. Green. Green, đúng rồi chị. Mr. Green is Matt teacher. Đó. Mr. Green is my teacher. Đó. Number 6, hiện nè. Is Dr. Park from Miami? Có phải là bác sĩ Park là đến từ Miami không? Yes, đúng rồi, yes, she. Yeah, good job. Rồi. Số 7 nè. Where is Mark Jackson office? Cái văn phòng của Mark Jackson ở đâu ta? Jackson office is the down the street from His. his home. Rồi, đó mình phải đổi. Mình phải đổi từ my sang his. Đó. Rồi. Number 8. Rồi bên number 8 là câu hỏi hỏi về bản thân của mình thôi. Your old questions đó. Hỏi mình thôi. Mình ý là mình muốn 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 hỏi câu gì mình hỏi thêm á. Là đây là câu hỏi gợi ý của trong sách là 7 câu hỏi. Mình có thể hỏi thêm một vài câu hỏi khác. Ví dụ chị Huyên hỏi mà chị Trang một câu hỏi trong liên quan tới những cái người này. Liên quan tới 5 người này. Đó, mình hỏi thêm. How do Matt Carson go to school? Đúng rồi. How does How does Matt Carson go to school? đúng rồi, mình dùng động từ thường nên mình phải dùng lại động từ does. Jackson work Walk. at school. What does work? Work. Nhưng mà khi hỏi Đi school school hả? Ủa, trong đây đâu có đâu school. Trong đây người ta không có school. Trong đây người ta không nói cái ý đó sao sẽ hỏi ta. đâu Hỏi hỏi có dấu, có hỏi cái ý mà có trong sách nè, có như thế nào. à Còn hỏi hỏi một cái ý khác là bó tay luôn, không biết trả lời luôn. đâu hỏi mắt đâu À, hỏi trong sách là hỏi mắt các sơn đi về tới trường kiểu gì Mac Carson và Mark Jackson. Trời ơi, hai cái tên này nó giống nhau. À, tưởng hỏi Mike Đúng rồi, tôi hỏi số 1. Jackson Ủa và sau tháng số 1 là đâu có đi đi học đâu, mà sao lại hỏi đi học. Rồi, đi bằng không? Jackson walk to school. Đúng rồi. Walks, cái đó thì mình là chủ ngữ số ít cho mình thêm s và walks đúng không? Walks Walk to school. to À, mình nhớ cái đó. He, she và it mình phải thêm s khi mình dùng động từ đó, thêm s, es và động từ. Rồi. À, chị Trang hỏi một câu này, câu khác. What's the Laura Black Đúng rồi. What does Laura Blake do? Laura Blake là đáp số 2 thì số 2. Đây, xác định luôn Ah, dễ. Black. See your manager Đúng rồi, she's of a manager a of a bank, là một quản lý của một cái ngân hàng gì nào đó. Rồi. Đúng rồi đó. Đó. Ví dụ em hỏi một câu là how does Ark Green go to school? He go to school by He goes to school, đúng không? he goes to yes. school by Yes. bus Đúng rồi, by bus. Là ông nói vừa sử dụng xe buýt về đi đi tới trường mà về vừa nhà luôn á. To and from school. À, câu cuối này chị Trang.
Con quýt này hơi khó hiểu một chút là nó viết tắt á. I take the bus to and from school. Là đi đến và đi về nhà, đi đến trường, xong mà từ trường về nhà đó. Mà người ta không có nói rõ. Ví dụ như cái đoạn số cái đoạn số 3 này nó sẽ nói rõ hai câu riêng biệt nè. Là I go to work by train, sau đó I take the train home to, đúng không? Là người ta tách ra hai câu riêng luôn. À, là người ta dùng hai cách khác nhau để mô tả về phương tiện, là một cái câu đầu tiên người ta dùng by với từ by là by train. Cái thứ hai á, người ta sẽ dùng động từ take để sử dụng I take the train home to để nó không lặp lại cái cách mình sử dụng trước. Đó. Thì câu này nó hơi dài để nó tách ra hai câu khác nhau. Cái câu kia người ta nói ngắn gọn á. Rồi, đó, mình biết được cái cách mà sử dụng khi mà mình nói. Mình có thể nói ngắn gọn được. Rồi. Number sorry. I don't know. Because maybe I will. I'm about to be sick. Sắp bị bệnh rồi nhỉ. Be Corona, about COVID, COVID là này đi đến to. No. Em không cho mình cũng biết đâu vậy. Em bị rồi nha. Em nghĩ không phải bị. Không biết chắc là chưa lạnh COVID á. COVID COVID bây giờ không đáng sợ nữa, mà Trung Quốc bây giờ đang cái dịch bệnh gì nữa kìa. Trời Vậy ơi, lúc nào cũng ra dịch ở Trung Quốc, trời ơi, thấy nó bảo bị lạnh xong rồi người bốc khói rồi ấy này, chết gì các vậy cái gì bạn. vậy Trời ơi, quá ngắn ngầm mà. Trung Trung Quốc Quốc sao thiệt. toàn là nơi bắt đầu Quốc của ơi, dịch bệnh không vậy, dịch bệnh bắt nguồn không vậy, đông quá nó vậy. chắc vậy á. Như kiểu nó đang, thế giới đang thanh lọc. Đúng rồi, người ta kêu là tận thế gì đó cũng vậy. Không đến mức tận thế, chỉ đang thanh lọc bớt đi, nặng quá. Người nhiều quá. Các dân số nhiều quá cho nên người ta phải giảm bớt lại, cân bằng lại, bị quá tải á. Biết mà mình có nằm trong cái danh sách bị thanh lọc không? Chưa biết là cho Hết xu sữa. vậy. Một Rồi, người số 3 là on the board, là trên bảng, cái này là làm trực tiếp á. À, khi mà mình học trực tiếp thì mình có thể làm được. Make a map of places near your school. Write the names of the places, then take turns describing the location and the places. Đó. Thì cái này là ví dụ như trên bảng mình sẽ vẽ, nhưng bây giờ em sẽ vẽ lên đây. Nó có dấu chấm nè. Vẽ xong rồi chị Hiên với chị Trang sẽ mô tả nha. Đây là con đường. Nó có hai bên. À, hai con đường nha. Đây, mình sẽ vẽ cái đầu tiên. Đây. Chỗ này là super market để mình ôn lại cách sử dụng thôi. Ở đây ở đâu ta chấm một chỗ khác đi. À, có một con đường cách cắt ngang qua. cái đẹp đẹp bạn nhá. Đẹp đẹp mà mày đẹp luôn. Ngã tư à, quá tuyệt vời. Cái gì vậy? Đẹp mà wonderful. Nice. Đúng rồi, tuyệt vời. Bên mẹ Kỹ sư của nó đường chỗ này là bị đuổi về chắc đẹp luôn. quá. Ok, bye. Rồi. Tiếp tục. À, school. Đi, đó. Trường học. Tiếp tục. À, bệnh viện. Bệnh viện ở đây đi. Hospital. À, pharmacy. Pharmacy sẽ ở kế bên đây. Nè. Ở đây, em chấm cho dễ xác định. Tiếp tục. Còn cái gì ta? Newsstand restaurant, đúng không? Nhiều thứ. Restaurant đi. Ở đây. Mình vẽ hơi xấu lắm, mệt lắm. Pharmacy. À, còn gì anh ta Hiên kể một ví dụ Thì à. Trang rất là sao nó là kiểu cái đường, này ở đây thì thì nó nằm ở đâu, trên nó à nằm ở đúng rồi đâu đúng giữa. rồi nó khó hiểu đúng không, đúng không? Đó em lên đây là chấm, em mỗi chỗ em sẽ chấm một chữ dấu chấm nó sẽ dễ hơn à, để xác định chứ đây, tại vì bây giờ em mới viết chữ rồi à, viết chữ cho nó khỏi mất công tắt ra tắt mở lại đó. Bây giờ mình chấm nè.
Đó, ta xác định được cái dấu chấm đó đó, cái chữ đó. Ok. Đơn giản mà thấy dễ hiểu đúng không? Newsstand. Tạm hiểu. Là đối diện này đi. À, đối diện cái supermarket. Đây, nó là nằm đây. Đây, rồi. Tạm ổn. Rồi, bây giờ em sẽ chọn người em đứng đâu ta. Mình sẽ đẹp ở đây. À, mình đây nha. You are here. À, bắt đầu đi. Đi về đây. À, ok. Đẹp mà. Ủa đẹp ta. Rồi, rồi, rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa thật người ta. I Chấp nhận thông cảm. don't know. Rồi, tiếp tục. Rồi bây giờ là chị, ví dụ em nói là chị Hi miêu tả đi tới, chỉ đường đi tới pharmacy. Không, không, pharmacy dễ quá. Restaurant đi. Restaurant. Restaurant. Rồi, Đây chỉ đường đi từ đây. là Can you show me how to get to the restaurant? Giờ chỉ cho. đi thẳng cuối con đường. Tiếng Anh, tiếng Anh nhá, nhá, À, nhá. phải phải nghĩ để phải để nghĩ xem tiếng Việt nó như nào mới dịch sang được tiếng Anh. À, À, đi cuối con đường rẽ thêm thêm cái gì đây bên ta? trái mở tài liệu đó. Đúng không nhỉ? Đi đi thẳng này, cuối con đường này bên trái. Không biết mô tả là gì nhỉ? Đơn giản tiếng Việt. À, dễ mà, vậy đi cái Down gì the street rồi. on the left. Đúng rồi, go Up the straight. Cái gì vậy? Cái gì? Từ 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 tỉnh nha. Go straight. You Go go straight ahead, đúng không? Đi thẳng nè, rồi sao nữa? straight. Down Rồi. Khỏi khỏi ra street thì đi thẳng là biết the. rồi. Go straight ahead, rồi sao nữa? Khi mà đây em có chỉ nè, ví dụ bây giờ mình đâu, mình rẽ bên trái đúng không, tới cái ngã tư rồi mình sẽ rẽ trái. Bây giờ em ví dụ nè, when tại hồi bữa em chỉ cái chị Trang cái này rồi, nhưng mà chị Hiên là bị bữa đó là nghỉ sớm á đó. Khi mà mình nhìn thấy cái ngã tư nha, when Can you see the intersection đó, thấy không, ngã tư thì turn left đúng không? left. Rồi, đi khoảng bao nhiêu mét ta? Khoảng 20 mét đi. Go straight about 20 meter. Rồi, the restaurant is Hey, open. is you two a Chỗ này chị. year ago à? À không, To go straight. à chữ y, chị em tưởng anh tưởng Go là chữ straight. is là to be. Rồi, the restaurant is, Your position. đúng rồi, is on your left, opposite, Right. đúng không, opposite The hospital. the hospital đó. Đó, bây giờ em sẽ thêm cái từ vựng là intersection, là giống như ngã tư á. Đó, nó cũng không phải là ngã tư nói chung, mà là nơi những cách cắt ngang giữa những con đường như với nhau á, từ ngã ba trở lên. Đó, thì mình dùng intersection hoặc là crossroads cũng được luôn á. Intersection hoặc là crossroad. Rồi. Đó, đơn giản. Đơn Hoặc giản là có một, đơn giản không, đơn giản không? No. no. No, simple. Còn một cách nữa để em thu gọn cái câu này nè. Thu gọn cái câu when you see the intersection hoặc crossroads, turn left. Em sẽ nói một cách này nè. Một cách khác. Take. Cô em ví dụ thử, ví dụ như mình nói là you down the street to intersection then turn À, đây left. đi đi tới chỗ kia, đi thẳng xong rồi đi tới chỗ cái intersection hả chị? Go Xong rồi ahead lại to the lên turn left intersection. thôi chứ. Thì như thế có được không?
Như vậy hay thì là vẫn được nhưng mà nó không có rõ vậy. To the intersection. Đi đến đó rồi quẹo trái hả? Nhưng mà em thường xuyên thấy cái đó. to the intersection là đi đến cái ngã tư Đúng rồi rồi, đúng không? em hiểu chị là đi thẳng tới Cái cái ngã đầu tư xe xong mình mới quẹo là trái đúng không? cái đúng không? To the intersection, then nếu mà Then, thêm đi, đúng rồi, then then. to Then left, then turn to left. left, sau đó rồi lại trái, thì nó cắt hai câu rồi cho nó dễ, chứ mình liên tục với nhau thì liên tục hai câu lên thì không khó hiểu nè. Có nghĩa là cũng được nha. Go straight ahead to the intersection, then turn left. Đó. Đó, có một cách nữa nè, người ta hay dùng nhất. Take the first. 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 On the left. Hiểu không? Đây là cái câu này có ý nghĩa là take the first on the left. Là có nghĩa là gặp cái ngã tư đầu tiên sẽ quẹo trái. Hiểu không chị? Có nghĩa là trong con đường của mình có thể gặp một, có thể gặp rất nhiều ngã tư hoặc ngã ba, nhưng mà cái ngã tư gặp đầu tiên á thì mình sẽ quẹo trái. À, ví dụ em vẽ thêm một cái ngã tư là ở trên này. Ở đây nha, em vẽ thêm một cái ngã tư ở đây. Thì cái này được gọi là cái này biến thành second rồi. Cái phía ở dưới này cái này là một, cái này là hai, thì cái này là ngã tư thứ hai, cái này là ngã tư thứ nhất nếu mà vẽ thêm. Hiểu không chị? Nhưng mà take the first thì the first cái gì the first hay là mình nói take the first là họ sẽ hiểu đó là cái ngã tư đầu À, tiên. khi mà chị phải nói là when you see the intersection, make take the first on the left. Hiểu không chị? À, Đó. when you Rồi. Ủa chứ. Trời ơi, sao tự nhiên em tắt rồi, sáng mất tiêu rồi. À. xin Yeah, rồi. vũ trụ gửi tín hiệu vẽ lại. Trời ơi. À, quên mất. Trời ơi. My mistake. Giờ phải vẽ lại nữa rồi. Không, bây giờ vẽ nhanh hơn tại vì đã hình dung ra giống cái hồi nãy chưa có hình dung, nhưng mà bây giờ sẽ vẽ đẹp hơn nè. Trust me. I À, ngon ngon cannot. lành. Ngon lành canh đào luôn á. Rồi. Đó, take the Yes. first on the left hoặc là take the second on the left. Rồi. À. Giờ vẽ lại đi, bây giờ vẽ lại cái khác cho chị Trang, mô tả thôi. Vẽ lại một cái nội dung khác luôn. Đấy. Tiếp tục em vẽ khác đi. Cái từ go strain thì nó đồng nghĩa với lại cái down the street không? Không, down the street có nghĩa là mình dùng để mô tả cái vị trí của nó thôi, hiểu không? Là nó dọc con đường, còn mình kêu là đi 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 thẳng hoặc đi quẹo trái quẹo phải là khác nữa. À, đó là lệ, cái đó là để mô tả cái vị trí của một cái địa điểm nào đó, còn cái này là mình em đang hỏi chị là cách cách chỉ đường. Street là đi thẳng rồi đúng không? Đúng rồi chị, go straight ahead là đi thẳng, à, turn left là quẹo trái, turn left right là phải nè. Rồi thêm nè. Hospital, restaurant. Rồi, đơn giản vậy thôi. Để em sẽ chấm cái school ở chỗ này. Giờ chị sẽ dẫn đường, chỉ đường đi tới school nha. À, School. đây nó ở đây nha. À, rồi, đây là cái hình là giống như cái xương cá vậy đó. Rồi, đây chị ở đây. You are here. So can you show me how to go to school? Đây. À, em chỉ luôn cái đường đi luôn á. Cho nó dễ. Rồi. Train go straight À. ahead Ahead. Ahead nha chị. ahead Không phải hit nha. ahead Go straight ahead. go train ahead Rồi. Right. when you see the intersection take the second Đúng rồi. on the right Đúng rồi, take the second on the go train about khoảng thôi chị. 30 30 meters. meter.
Rồi. Manager. The phone is on your right. Đúng rồi, on the right. Good job. Đúng rồi chị. Cái này á, đối với trường hợp này nó là ngã tư thứ hai á, mình không cần when you see the intersection luôn chị. Chị thì chỉ cần là take the first, take the second on the left là được rồi, hiểu rồi. Câu đó có nghĩa là quẹo trái vào lần thứ hai. Đúng không chị? Người ta không không quan tâm, không quan tâm là ngã tư luôn. Mình chỉ biết là nó có ngã đại 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 có cái đường quẹo trái thứ hai là mình quẹo vô thôi. Hiểu không chị? Tại vì trên đường này em không có một cái rẽ nào mà đây, ví dụ nó thêm một cái chỗ này thì nó sẽ lại là chị phải nói rõ là when you see the intersection. Đúng không? Tại vì cái này nó chỉ có hai ngã tư và nó không có con đường quẹo phải nào khác nữa, thì mình chỉ cần là take the second on the left. Right, đúng không? Take the second on the right là người ta đã hiểu là bỏ một cái bên phải một một cái xong rồi mình đi xuống nữa là mình quẹo phải là biết, hiểu không chị? À, nếu mà mình gọi là mình nhìn rõ được con đường nhưng mà nếu không 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 nhớ rõ được con đường như thế nào mình nói rõ như chị là được. When you see the intersection thì rõ ràng đó. Nói chung là viết nó càng rõ thì người ta càng dễ hiểu thôi, không có gì sai hết trơn. Cái chỗ take the first on cái take the first ấy, thì ví dụ như mình không cần nói cái chỗ mà when you see Không, không được, the không cần cũng được chị, đúng rồi. inter ý là ví dụ như mình không nói cái when you see the intersection thì mình có thể nói take the first intersection được À không, 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 không chị. Cái đó không? chưa giờ em nghe luôn. Nó chỉ là take the first on the left hoặc là take the second on the left, chứ người ta không có bỏ cái intersection vô phía trong đó. Thế là mình không cần bỏ cái intersection đó, Không. họ vẫn hiểu cái first với cái second đó Vẫn là vẫn hiểu, vẫn hiểu chị. cái Vẫn hiểu là mình đi cứ đi ngang ra mà mình thấy cái đó là ngã tư thứ, không không phải ngã tư, có thể là con đường ngã ba cũng được, hiểu chị? Ngã ba người ta vẫn tính nha, đó ngã ba người ta vẫn tính, có nghĩa là có cái đường mà quẹo phải đó, chị bỏ một cái quẹo phải thứ nhất chị vô quẹo phải thứ hai thì người ta gọi là như vậy đó. Có nghĩa là như vậy đó, đó đó đó. Còn nếu mình muốn rõ ràng hơn để người ta hiểu thì mình nên nói rõ là when you see the intersection. Nói chung là nó càng rõ thì không có bị sai đâu, nó thiếu thì mới khó hiểu thôi chứ nó rõ là càng dễ hiểu hơn thôi đó. Tại vì cái chỉ đường này mỗi người cũng có nhiều cách nói lắm, quan trọng là người ta hiểu được thôi đó, chứ không phải chính xác đâu, mà 100% đâu đó, chắc chắn là hiểu được. Chỉ cần chị nhớ là turn left, turn right, opposite, next to, close to gì đó, những cái giới từ cơ bản của nó là người ta sẽ hiểu được. Chị Hiên đang làm gì vậy? Đói, đang nói chị với chồng. Không, đang đói, đói quá đang ăn. She's Đói eating, she eating cake. Bánh hả? Bánh cá. Bánh cá hả? xem Fish cake hả? phim xem phim Hàn Quốc thấy họ ăn bánh cá bao giờ, cái mùa đông hay là nó có hay có cái sao bà hàng Bánh bà mình cá là giống ở Nhật vậy? Em thấy đúng phim Nhật hay có rồi. Japanese movie. Rồi nha, đó, chỉ một Một người ngắn hai người đói. Tám ở bên đó là mấy giờ ta? Bên đó là tám 7 giờ, 8 giờ rồi hả? cấm mười. Wow, ăn cơm Sorry. Sao mà ăn trễ quá vậy? I'm Lấy làm giờ trễ. She said that she went home late. Đúng không? Về nhà trễ đúng không? Hoàn thành công việc trễ là Về. dễ Đi hả? làm về xong rồi nấu cơm nấu nước xong rồi phải chuẩn bị vào học rồi tắm rửa xong chuẩn bị vào học đâu kịp ăn À. Ai là phải nấu cơm, tự nấu cơm rồi mình mới ăn đúng không? Chứ không phải là ăn ở ngoài. À. You have to cook for your yeah. family. You are a housewife. Good. Good girl. Good housewife. Yeah. Wow. Do you know how to cook? Yeah. I Yeah. know how to cook and I don't know Ủa, kỳ vậy? Vietnamese You don't know Vietnamese, you don't know how to cook Vietnamese food, đúng không? Mình nói vậy đó. I don't know how to cook Vietnamese food. Hoặc là dishes là món ăn á.
Nó có hai nghĩa đâu rồi. Đây. I don't know how to cook Vietnamese dishes. Thì cái từ dish nó sẽ có hai nghĩa, một nghĩa là món ăn, nghĩa còn lại có thể là bát đĩa gì đó, giống như cái đĩa đó thì nó cũng là dish, bát đĩa. I don't know how to cook Vietnamese dishes. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ mình đã làm thử một cái bài mô tả. À, bây giờ mình sẽ có cái hình ảnh ở bên trong quyển sách này, mình mô tả trong quyển sách này. Rồi. Study the nghiên cứu nè. Study the picture for 1 minute, then close your books. Who can remember Can all of the remember locations? all For of the locations. example. Hơi Đó, bị khó nha. bây giờ. Bây giờ, bây Sau giờ, bây giờ. này Đó, đó, hơi đó, đó. À, đó. Sau đó là mình sẽ mô tả lại cái vị trí của nó. Đúng không? Bây giờ mình nhớ là giờ mình dành mấy phút mình nhớ nè. Subway. Subway bus. Rồi. School, restaurant. Bên cạnh kia restaurant, restaurant là gì kìa? Pharmacy. Trái gì? Pharmacy. 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 Restaurant. Restaurant. Book. Rồi, books. School. Newsstand. Dispense. Subway. Banks. Bank. Subway. Subway. Bus. Bus station. Trạm xe buýt đó chị. À, đúng rồi, có một từ mới là bus stop hoặc là bus station, nó đồng nghĩa với nhau là trạm xe buýt. Đó, đồng nghĩa nè. Bus Rồi, hết thời gian rồi nha. Time up. Time's up. Hết thời gian. Em sẽ kéo kéo đi chỗ khác nha, để mình khỏi nhìn station. thấy. Mô tả lại nha. Ủa, sao nó không phải. Rồi, mình ra bên đây mình làm. Đầu tiên, mô tả cái đầu tiên, the school is gì đó. Vị trí của nó thôi. School is down the À, the school street. school is Is down the down street. the Rồi, tiếp tục. À, cái pharmacy. The pharmacy pharmacy is is around corner. Đúng là around the On corner. Tiếp tục còn gì nữa ta? the left the On the left, on the restaurant, or next to. Cũng được. Ở đây trái hả? restaurant. Đúng rồi, được. Cũng được. On the Nhưng mà thường on the left, on the right á, nó thường bên trái bên phải, cái này mình sẽ không dùng như vậy đâu chị. Cái này mình sẽ dùng là next to rồi. The restaurant. The Rồi. Chị Trang nè. À, the bus stop bus is is đâu ta? in front of the newsstand. Đúng rồi, nó cũng gần như cái bên mà phải đằng trước ta, nó cũng phải đằng trước mà nó Trước gần ngay trước đó. tập báo có Across sợ. Across the the street, ngay bên đường hả? street. Mình ngay bên đường thì chị phải đang gì đang đứng ở đâu quá thì mình nói là ngay bên đường, mà đây là chưa có gì. Yeah. Đúng không? Is next to, đúng không? Em nhớ là nó next to the subway station, đúng không? Nhớ Yeah. hả? Đúng rồi, hai cái đó gần gần nhau á. Yeah, between the Newsstand Newsstand and and the subway subway and the station. subway station. Subway
station. Đấy, đúng rồi. Rồi tiếp theo còn cái gì nữa ta? At the bank. Bank is next to restaurant. Next to the restaurant. Đúng rồi. Rồi. Rồi the restaurant is sao ta? The restaurant, restaurant. Is in the pharmacy and the à đúng rồi, đúng rồi. Bank. And the bank đúng không? Cái câu này rất là nhiều người sử dụng là between. À nhưng mà thật ra nó có between đâu. Nó nằm giữa, nó nằm giữa là nó phải nằm theo hàng nha. Nó nằm đâu có nằm theo hàng đâu ta. Nó nằm ngay góc. Nó không nằm giữa nha, cái nằm giữa cái đó không tính nằm giữa. Around the corner. Đúng rồi, ngay góc. Nó là vậy nè. Đúng không? Cái này đây. Cái restaurant nằm đây, cái pharmacy nằm đây, còn cái bank nằm đây, đâu có phải nằm giữa đâu. Nằm okay. Giữa là đây nè. À, đây mới là giữa nha, đây mới là giữa nha. Hoặc là ngang đây mới gọi là giữa nha. À, dọc ngang chứ không có dụ mà góc mà gọi là giữa nha. Đó, hơi hơi okay. Khó hiểu rồi. À mấy lớp khác cũng có bạn cũng nói between nha. Đó mình biết ngay rồi, tiếp tục. Nhưng mà đâu có đúng, đúng không? Không đúng, trong tiếng không Việt, trong tiếng Việt cũng thấy là không đúng rồi đó. Kỳ kỳ cũng xịt đó, gọi là nằm giữa được đó, nằm giữa đâu. À, đúng rồi, đúng không? Là rest wrong. Is around the corner. Around the corner. Good job. Rồi. Hết rồi đúng không? Newsstand là bus stop. À còn newsstand nữa. Bookstore. Bookstore. À the bookstore. The bookstore. Ở đâu ta? Is it's around the cheese. There is around the corner. Around the corner. Yeah. Around the corner. Một mình nó nằm một góc vậy. À một mình nó đối diện với lại restaurant. À nó tách biệt so với mấy cái kia. Nó là một mình. À at opposite the restaurant. Đúng rồi. That is around the corner opposite the restaurant. Đấy, đó tổng hợp rồi đó. Đúng không? The school is that street. The pharmacy is around a corner next to the restaurant. The bus stop is between the newsstand and the subway station. The bank is next to the restaurant. The restaurant is around a corner of cuối cùng là the bookstore is around a corner opposite the restaurant. Nãy giờ không có cái ít cái next to ha. Subway station. Next to luôn hả? Không. Ý là mình chưa có miêu tả cái subway station. You speak subway Korean. Subway. I'm sorry. The subway station next to the bus stop. Đúng rồi. Next to the bus stop. Rồi. Good job. Rồi đó. Có nghĩa là mình đã nhớ được cái bức tranh đó rồi. Dễ mà, bức tranh này ít địa điểm cho nên dễ, nhiều địa điểm mà không nhớ nổi. À, rồi, quay trở lại. Hợp bạn. Sorry. Wait for me a minute. Quay lại đi. Ủa sao nó bị ta? Bấm chỗ nào ta? Chờ em tí ha. Nguyên cứu ha. Sao tự nhiên nó bấm chỗ nào vậy? Sao nó lại màu đen? Chờ em tí ra có một lỗi kỹ thuật nào ở đó. Em bấm chút cái chỗ nào ta? À đây, phải không? Đây. À, nó là một cái trang hoàn toàn khác. Bỏ nó qua một bên. Đã phát hiện ra được một cái mới. I find out the reason. Đúng rồi. Tại vì tìm ra nguyên nhân tại sao nó lại bị đen thui. Tại bình thường em không có dùng cái đó, nó không có biết cái nguyên sở dĩ như là một đen thui sao. Rồi, qua Rice, my question, Adam. Create.
five questions. Conversation for the people. For example, how do you go to work? Này dễ rồi. Này hồi nãy mình cũng hỏi rồi đó. Đúng không? How do you go to work? À. Yeah. Ví dụ, chị Hiên hỏi là chị Trang đi đi gì? Đi bằng phương tiện gì? Đi đi học. Hồi xưa, mình dùng quá khứ đi. Giờ mình nâng cao lên, đúng không? How did you go to the school? Go to school. Khỏi đời. Go to school. When was young. Sorry. You were a child. Student. A child. Đúng không? A student cũng được. À. Mình dùng vào trong hai khi mà còn nhỏ là khi rồi. How did you go to school when you were a child, a student? Cái thì quá khứ của go when à when đúng không? Đúng rồi chị. Go à, when. I went to school by bicycle. School by bicycle. À. By hai cái by luôn. Bicycle. Right. Ủa, nó hơi sai sai chỗ nào? Y mà. When I went to school by. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục và chị Giang hỏi là hồi xưa chị Hiên đi đi đâu ta? Giờ đi đâu ta? Đi đi ai nhiều quê? Đi qua hàng bằng gì? À, đi qua mà hàng nhiều người gì? How did you go to Korea? Rồi. I went sẽ là có ba cột rồi đó. Went to Korea by airplane. Career. I went to Korea by airplane. Airplane hoặc là plane rồi. Airplane. À, đó, nhớ. Cái dùng mà by này mình sẽ không có ở ở phía trước. Ví dụ như mình dùng động từ take thì mình phải có ở. Nhớ vậy thôi. Rồi, đơn giản. Đó, mình nâng cao lên. Bình thường mình hay dùng thì hiện tại đơn. Bây giờ mình chuyển sang từ thì quá khứ đơn. Thì mình sẽ dùng trợ động từ là did. Đây, khác nha. Bình thường mình dùng do, bây giờ mình dùng did. À, thì mô tả những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ. À, và kết thúc rồi, không có còn ở bây giờ nữa. Nó không còn xảy ra nữa, kết thúc rồi. Thì mình dùng đến quá khứ. Rồi. Rồi. Writing. Write five questions and answer about locations in the picture. For the people at the bus stop, for example, where's the restaurant? It's across the street. Là người ta kêu là viết 5 câu hỏi và trả lời về những cái địa điểm trong bức tranh cho những cái người, cho người đang ở cái trạm xe buýt. Ví dụ, where's the restaurant? It's across the street. Đó, cũng giống như là mình hỏi đường á. Đây, mình đang ở bus stop và mình hỏi đường. Rồi, ví dụ, chị Hiên hỏi ở đâu nè. Hai người đang đứng ở bus stop. Đây, ví dụ hai người, một trong đó, chị Hiên là một trong hai người này đó. Chị Hiên, where the bookstore? Đúng rồi. Where the bookstore? It's around the corner. The corner. Rồi. Mô tả thêm nữa chị. Post party. Opposite. Opposite the restaurant. It's down the street and opposite the restaurant. Đúng rồi, cũng được đúng vậy. Ok. Rồi, chị Trang hỏi thêm chị Hiên cái câu hỏi khác này. Tìm một vị trí khác. Where's the school? Rồi. Where's the school? Go ahead. Rồi, chỉ đường luôn hả? Chỉ cách đi luôn rồi. Ok. Rồi. Go ahead. Go straight ahead. Rồi, tiếp tục. You. Turn gì ta?
No Tớ nhìn luôn á. To left. Đi từ đây là đâm thẳng là tới trường mà. À, thẳng luôn á, nhìn thẳng luôn cũng phải quẹo, nhưng mà cũng quẹo một chút. Đây, kiểu vậy, đây là nè. Đúng không? I go straight ahead. Yeah, you go, will see store. À, nếu mình nói là bạn 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 cứ đi thẳng rồi sẽ thấy ngôi trường trước mặt đó à, thì à, đi đi cuối đường đi ha, đi hết cuối đường. À, đấy. Go to the end of the street, a road. À, go to the end of the road. You will see school. Đúng không? The school. Mình đi kêu là mình đi đến cuối đường á. Go to the end of the road. Đi đến cuối đường và bạn sẽ thấy được the school. The school is in front of you. Ngay trước mặt mình á. Đúng không? Được không? À. Ý là làm gì? What are you doing? Không gì á. You will see. Will see gì cô? You will see the school in front of you. Á, ngay trước mặt mình đúng không? Phải ngay trước không ta? Go ahead down the street. Ừ, đúng rồi. Go ahead. Down the street, hoặc là go down the street thôi. Khỏi go ahead rồi go down the street. And go to the end of the street. Đi cuối đường luôn đi, cho nó dễ. À, mình mô tả đi cuối hết hết đường luôn, đây là cuối đường rồi. Oh, the road. The street hay the road? The road. Đây. The road. The street cũng được chị, the road cũng được luôn. Road. Cái này cũng được, hai này đều là con đường. The end of the road. À. Go to the school is in front of you. Ngay trước mặt mình á. Đó. Đó, đúng không? Phải đi cuối đường không ta? Mà cái này có phải là đằng trước không ta? Không biết là chính xác hay không. Cái này có phải là đằng trước không ta? Không thì nói là đi qua hai cái ngã tư à, đi qua hai cái à. Ngõ là tới. Cũng chả biết rồi. Go across the street. À, có nghĩa là bây giờ em nhìn ví dụ nè. Go to the end of roads, and then you go across the street. The school is, nó cũng cũng phải miêu tả là trước mặt mình. Is on your right. Bên phải được không? Mình đang đi đây. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bên phải á. Bên tay phải của mình. Đây, đi xuống đây, cái xong mình đang đứng chỗ này. Thì nó bên tay phải của mình. Rồi. À, có nhiều cách lắm, nói chung là về map á, về chỉ đường á, nó rất là nhiều cách chứ không phải một cách. À, miễn là nói làm sao cho người ta hiểu là được. À, mỗi người có một kiểu, ví dụ tiếng Việt cũng vậy mà đúng không? Tiếng Việt cũng vậy, mỗi người chỉ mỗi kiểu chứ đâu phải là ai cũng chỉ giống nhau lắm. Em cũng thấy vậy, cho nên là tiếng Anh nó cũng tương tự. À. Rồi. Hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua bài mới. À, family. Đúng rồi, family, về từ vựng này, từ family cũng có nhiều từ vựng lắm á. Về những người thân trong gia đình của mình á. Grandmother, grandfather. Family, identify people in your family. Đây, thì hôm nay mình sẽ học trước cái trong cái phần trong sách này nè. Còn hôm sau mình sẽ học thêm những cái từ vựng bên ngoài nữa. Em có soạn cái bài riêng rồi, soạn cái slide học thêm những cái từ vựng khác. Hôm nay còn ít thời gian nên mình học trong đây trước. Rồi. Lesson 1 à. Identify people in your family là nhận diện những người trong gia đình của mình. Identify giống như nhận diện, nhận xác nhận, nhận dạng cái người trong gia đình của mình đó. Rồi. Về từ vựng nè. Vocabulary. Family relationships là mối quan hệ trong gia đình. Đây. Family relationships. Read and listen, then listen again and repeat. Rồi. Bây giờ nè. À, đúng rồi. Grandparents. Grandparents. Đúng rồi. À, chị Hiên nằm nè. Grandparents. Grandparents. Là nó nghĩ gì ta? Mình nhìn đoán. Ông bà. Đúng rồi, ông bà. Ông bà nói chung luôn á. Ông bà. Cả hai người giới tính luôn. Rồi. Bây giờ mình vô nè. Grandmother. Grandmother. À, là bà.
bà nội hoặc ngoại luôn nha, nói chung luôn cả nội và ngoại, mình chưa có chia ra. Grandmother. Grandmother. Rồi chị nha. Grandmother. Rồi number three, grandfather. Grandfather. Đúng rồi. À chị Hiên, grandfather. Grandfather. Đó. Ok, đó. Trong cái quyển sách này người ta sẽ chia giới tính ra. Đó, con sẽ có đây 1 2 3 4 đây. Đó, bốn cái phần người ta sẽ chia ra từng giới tính, ví dụ ông bà thì sẽ có ông và bà. Rồi bây giờ ba mẹ nè. Parents. Parents là nói chung ba và mẹ luôn. Bây giờ mình tách ra nè, mother. Mother. Đúng rồi chị. Rồi chị Hiên, mother. Mother. Rồi, number six, father. Father. Rồi, chị Hiên, father. Father. Good job, rồi. Đây, children. Children là con á, con của mình á. Children. Đây là dạng số nhiều của child. Đây, child là số nhiều, số ít nha. One child, nhưng mà two là two children. À, ghi chú này vô nè. Là số ít và số nhiều nó hai từ khác nhau nha. Mà đọc cũng khác nhau luôn, số ít đọc là child, trial, child, số nhiều. Phiên âm của trial. À, phiên âm hả? C, C, H, I, âm I, xong chữ chờ, xong chữ L, D. Đây là chị. Đây, C, A, E, L, D. Child. Đúng rồi. Không thì em sẽ share cho chị coi cái... offer đó dễ tạo rồi đây đây là không fun trial đây child 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 à, cái âm t mà viết cái hiệu là t xong có s là chữ chờ á, chữ chờ chờ cũng giống như chờ chờ nhẹ của tiếng Việt ấy. Child child. Đó, rồi, mình biết rồi đúng không? Đó là số ít. Số nhiều là children. 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 Rồi, chị Hiên nào. Children. Children. One child, two children. One child, two children. Đúng rồi. Rồi, chị Trang, one child, two children. One child, two children. Rồi, đây sẽ có con gái và con trai nè. Daughter. 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 Là con gái. Chị Hiên nè. Daughter. Daughter. Rồi son. Con trai nè. Son. Đúng rồi. Son. Son. Chị Hiên nè. Son. Son. Rồi. Giờ qua grandchildren. Cháu. Grandchildren. Cháu mà cháu của ông bà nha. Hôm sau em sẽ cho học thêm mà cháu mình đối với của cô dì chú bác là một cái từ khác nữa. Là ông bà gọi cháu là một cái từ khác mà cô dì chú bác gọi cháu là một cái từ khác nữa. Đó. Đây, đây là cháu của ông bà đó, grand. Cái nào mà con bà đó nó sẽ có từ grand á. Grand, à, grand. Nghĩa là grand là nó liên quan tới ông bà. À, là mình cần dùng từ grand, grandchildren. Grandson là cháu and trai. Daughter. Đó, chị Giang đọc là grandson. Grandson. Rồi, chị Hiên nè, grandson. Grandson. Rồi, bây giờ cháu gái nè, granddaughter. Granddaughter. Rồi, hoặc là granddaughter cũng được đó. Granddaughter. À, tại vì tiếng Mỹ á, Anh Mỹ á, nó sẽ đọc là daughter, à, daughter, nó sẽ là daughter. Daughter, nó sẽ không đọc là daughter. À, granddaughter. Rồi. Bây giờ vợ với chồng nè, chia ra nè, wife. Wife. Đúng rồi chị Hiên, wife. Wife. Rồi. Chồng nè, husband. Husband. Rồi. Chị Trang đọc husband. Husband. Rồi, number 15. Rồi, nên biết đúng không? Biết hết rồi. Sister. Sister. Nên quá dễ rồi. Brother. And brother. Hai người là đã đọc rồi. Đã học rồi. Sister and brother. Sister đó. And brother. Đó, đây là mình nhìn chung là những cái mối cơ bản thôi. Cái mối hệ cơ bản. Còn bữa sau á, mình sẽ đây em cho coi sơ cái em sẽ soạn thêm tại vì nó không nhiều quá, không đủ. Đó rồi. Chờ em tí. Wait for me a minute. Unit 4, lesson 1. Đây. À, Hiền hôm nay có gì vui mà thích cười quá.
Không phải, đang đói quá, ăn uống nước cầm hơi. Đó là cười Đi á. ăn đi, đi ăn đi đùa mà đâu có Đói đói quá. Ăn được một cái bánh rồi không sao mà. Đói quá rất là đau bụng này. À, đó, thấy không, đó, đây thấy rồi đúng không? Đây, bữa sau mình sọc thêm cái này nè. Là mình sẽ chia ra ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, rồi cháu cháu của ông con của anh chị em á, có nghĩa là cháu đối với ví dụ mình là cô gì chú bác á, còn lại là cháu của đối với ông bà, hiểu rồi không? Ê, cháu gái nè, cháu trai nè, daughter in law là con dâu nè, son in law là con rể nè, mother in law là con mẹ chồng nè, father in law là ba chồng nè, đó Rồi nó có rồi thêm rồi nhiều rồi cái lắm. Nên nó là con mẹ cháu. Đó. Ờ, Có chi nữa, em có rồi. gì cái nữa à, đó mà học sâu vô nữa là chia ra nữa, nhớ Mà là chắc mấy cái này không dùng tới nhiều đâu. cái có chứ, ba mẹ chồng cũng có dùng chứ ha, có À, nhưng mà dùng ba mẹ ruột này dùng là mà sao anh kêu là father of đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vậy người ta vẫn hiểu mà đúng rồi, ví dụ đó, mình không biết cái vậy cho từ nó lẹ. đúng rồi, vậy là nhanh lên, nếu mình không có nhớ không nhớ từ mình dạy là nhanh, mình mô tả cho ta hiểu liền. Parent. Đúng rồi, father of my husband à, là hiểu liền, là mới là father in law à, bữa sau mình học cái này mình sẽ biết được là cái từ in law là nói tới những cái người mà không phải thuộc dòng họ ruột của mình, hiểu không? Bên bên chồng bên gì đó, nói chung là không phải ruột của mình sẽ dùng cái từ khác à, là chia ra mà. Rồi rồi xong, hôm nay mình học tới đây, hôm sau mình sẽ học tiếp à, cái này. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm gặp cô với đại diện. Happy New Year. Tự nhiên người trong năm dùng mình luôn, xong mới nhớ là cuối năm. À đúng rồi, em quên nhắc là thứ hai nghỉ nha. Tại vì chủ nhật là sẽ nghỉ một ngày một, xong nghỉ bù thứ hai, có nghĩa là thứ hai sẽ nghỉ một ngày. Là thứ tư mình mới học lại. Hiểu không? Đó lịch nghỉ Ok. ở Việt Nam nó vậy. Đó. Cái gì có vẻ buồn à? Buồn. Cuối năm, ngày cuối năm nhiều cảm xúc Chú kêu chuẩn bị khóc hả? Ôi ơi. You feel me, you làm mình makes me, ta chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị bước sang năm thứ hai quen biết nhau rồi nghe, nghe cảm động quá. I'm so touched. Là cảm động á, kiểu touch. Kiểu vậy. But I don't cry, I just smile. Không khóc nha. Cảm động mà nhưng mà là không khóc nha. Mắc cười quá. Xong. Rồi. nay mới đọc một cái câu, một cái câu gì chúc, chúc con luôn luôn vui vẻ, hãy cười khi con cảm thấy vui và cái gì ngay cả khi con cái gì tan nát hả. Gì là Sợ chị đôi khóc à? không nghe được ở đâu cô xén xúa thế. Hay hay xem ở trên Facebook thôi. Facebook cứ like mấy cái trang nhà thơ hay là mấy cái trang mà nó có hay có mấy cái câu mà tâm Cái trạng, câu về cuộc sống đúng không chị? câu Kiểu cuộc mấy câu sống về hay hình ảnh style của em rồi, không phải style của em tài đấy. đúng không? Mà style của Hiên là gì là biết rồi. Hiên là không có à, she's not romantic. À, Yeah. she is realistic, là thực tế, realistic, not romantic. Cô đang dạy cho hai người ở hai thế giới khác nhau. Ừ, mà cũng đúng, mà tại vì cũng hai đất nước khác nhau, cũng gần như hai thế giới, đúng không? Đúng không? Chứ không phải là do tính cách khác Tính à. cách cũng thế, tính cách cũng thế. Chị là tức là gì ta, outgoing đúng không, kiểu hướng ngoại á, he's outgoing. He's just Cười nhiều quá mỏi hết cả má. to be realistic. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cười nhiều mất năng lượng lại đói Ăn tiếp. thêm. Tắt tắt máy cho Hiền ăn tiếp À đúng rồi, đúng rồi. Thôi chuẩn bị. nè. Goodbye. Goodbye. Year, chúc mọi người Happy năm mới vui vẻ. New Year. Happy New Happy Year. New Happy New Year. Gặp gặp lại vào năm sau nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bye Hai không? bye. Hai bạn. Goodbye.